Xin chào mọi người, lại là mình Mao Mao đây. Giờ video lần này mình sẽ kể cho cậu nghe chuyện tình 10 năm của cặp đôi Trương Nhật Quân và Đường Nghệ Hân. Đảm bảo là như ngôn tình luôn. Năm 2010, thời điểm mà cả hai còn chưa nổi tiếng, Đường Nghệ Hân đã có vụ va chạm nhẹ với xe của Trương Nhật Quân tại ngã tư đường. Và để giải quyết vụ việc, họ đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau, đánh dấu điểm khởi đầu cho mối tình này. Năm 2011, Trương Nhật Quân đã đăng một bài viết trên mạng xã hội về người con gái của mình. Cô ấy thích ăn quả anh đào, khi cười lên rất ngọt ngào. Cô ấy có một mặt kiên cường, có lúc như chú chim nhỏ cần người để dựa dẫm. Cô ấy đáng yêu, thật ra còn bướng bỉnh, suy cho cùng vẫn là một cô gái mềm yếu. Đàn ông không cần phải cố gắng thay đổi, chỉ cần bảo vệ cô ấy, tin tưởng cô ấy, ủng hộ chứ không phải chi phối cô ấy. Làm mặt đất của cô ấy, đừng làm bầu trời của cô ấy. Cô ấy thích lãng mạn, nhưng lãng mạn không phải là tất cả. Hiểu cô ấy còn quan trọng hơn lãng mạn nhiều lần. Yêu cô ấy, chưa từng cần phải thuyết phục bản thân làm gì. Đây mới thực sự là loại anh đào em thích ăn nhất. Rất nhiều người đồn đoán về nhân vật cô ấy trong bài viết của anh, nhưng tất nhiên chẳng một ai biết danh tính thật của cô gái. Đường Nghệ Hân và Trương Nhật Quân cứ như vậy đã yêu nhau bền bỉ, thầm lặng trong 7 năm, cho đến khi chính thức công khai vào tháng 8 năm 2017. Khi ấy, Trương Nhật Quân đã chia sẻ: "Thời gian ban tặng cho chúng ta một người thương yêu không thể cướp đi được, và em đã tặng cho anh thời gian." Về phía Đường Nghệ Hân, thực ra tên thật của cô ấy là Đường Đình. Sau này khi bước chân vào showbiz, cô mới lựa chọn sử dụng nghệ danh là Đường Nghệ Hân, bởi cái tên này có cùng bộ chữ với tên Trương Nhật Quân. Tất nhiên trong suốt thời gian hẹn hò, cả hai cũng không ít lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Nhưng mỗi lần đứng trước nguy cơ chia tay, Trương Nhật Quân sẽ lại dùng 5 chữ "Viết thơ cho em nhé" để níu kéo tình yêu này. Nguyên nhân là bởi anh viết thơ rất mùi mẫn, nên chỉ cần đọc được những dòng chữ ngọt ngào ấy, Đường Nghệ Hân sẽ lại mềm lòng. Một lần nọ, khi được hỏi rằng có từng tưởng tượng đến hôn lễ trong tương lai của bản thân sẽ như thế nào chưa, Đường Nghệ Hân đã chia sẻ: "Người thân thiết nhất định phải đến, đơn giản một chút, và được tổ chức ở một nơi vô cùng ý nghĩa." Ngày 27 tháng 6 năm 2019, cả hai chính thức về chung nhà bằng một hôn lễ được tổ chức tại Ireland bên gia đình cùng vài người bạn thân thiết trong showbiz. Và có thể bạn chưa biết, việc lựa chọn địa điểm kết hôn ở Ireland giống như một lời hứa rằng cả hai sẽ bên nhau mãi mãi. Bởi đây là một quốc gia có chế độ hôn nhân đặc biệt, chỉ chịu trách nhiệm làm thủ tục đăng ký kết hôn, không giải quyết ly hôn. Ngày hôm đó, Đường Nghệ Hân mặc chiếc váy cưới tinh khôi có dòng chữ "Love you as love life" và "Love life as love you". Đây cũng là hình xăm đôi trên mắt cá chân của cả hai từ khi còn đang hẹn hò. Trong hôn lễ của mình, Trương Nhật Quân đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc. Nếu không phải bởi vì trên đoạn đường đó vừa hay có một trạm xăng, ở đó vừa hay có một cột đèn giao thông sáng đèn đỏ giữ chân em lại, nếu không phải vì sự khẩn trương lỗ mãng của anh, sự bướng bỉnh thờ ơ của em, nếu không phải vì anh là anh, em là em, mưa là mưa, Bắc Kinh là Bắc Kinh, anh cũng sẽ không như một thằng bám đuôi trong cơn mưa tầm tã, như một chú ngựa hoang lạc đàn, nôn nao bất an, để mặc gió tạt bên tai, nước mưa thấm đẫm nước mắt. Nhưng khi anh nói theo anh, em liền theo anh, cẩn thận lại không cẩn thận, và hai người trở thành chúng ta. Nhiều năm sau này, khi nhắc về lần đầu tiên gặp gỡ, Trương Nhật Quân còn tiện thể khoe một chiếc mô hình cột đèn giao thông được anh bày trí trong nhà như là vật chứng cho tình yêu của cả hai. Đường Nghệ Hân rất thích ăn quả anh đào, Trương Nhật Quân đã trồng một cây anh đào trong nhà. Tất cả sở thích của cô ấy, anh đều tỉ mỉ ghi chú lại. Ngày 3 tháng 5 năm 2020, cặp đôi chào đón cô con gái đầu lòng trong vô vàn lời chúc phúc từ người thân, bạn bè, fan hâm mộ và công chúng. Sau 5 tháng ở ẩn để tập trung chăm con, Đường Nghệ Hân đã tái xuất trong một sự kiện quảng bá trang sức. Có lẽ vì lo vợ sẽ bị nhiều người để ý, bàn tán về vóc dáng sau sinh, nên Trương Nhật Quân đã nhanh chóng đăng bài viết nhằm chuyển sự chú ý của dư luận. "Đây là vợ tôi và cũng là mẹ của con tôi tôn trọng cô ấy, kính phục cô ấy. Hơn nữa, cô ấy đã cùng tôi đi qua những tháng ngày khó khăn. Tôi yêu cô ấy như cô ấy yêu tôi." Tháng 9 năm 2021, tức 2 năm sau khi kết hôn, Trương Nhật Quân một lần nữa khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ tình yêu của anh và Đường Nghệ Hân. "Lúc cầu hôn, tôi đã nói với vợ mình rằng tôi, Trương Nhật Quân, chỉ thuộc về mình em." Anh hạnh phúc chia sẻ. Rất nhiều người vẫn hay nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng mỗi khi nhìn vào cặp đôi này, mình lại có thêm lòng tin rằng câu nói ấy chưa hẳn đã đúng.
mong sao họ sẽ mãi hạnh phúc như vậy. Và chúc cho tất cả các bạn đang xem video này có thể gặp được một người yêu thương mình như cách Trương Nhật Quân yêu Đường Nghệ Hân.